Hi, xin chào các bạn, chào các bạn đến với kênh YouTube của Lê Văn Lộc nhé. Thì đây là một cái video đầu tiên của cái kế hoạch của cái dự án mình sẽ xây dựng nên một cái chương trình dạy tiếng Trung cho tất cả các bạn. Thì thực ra thì nói đúng là mình cũng là một người đang học, và việc dạy nó chính là việc giúp cho mình được học lại. Thì mình chưa phải một bậc thầy, chưa phải là một người quá gọi là chuyên nghiệp và chuyên gia hoặc chuyên quá sâu về cái tiếng Trung này, mà mình làm cái giáo trình này mang cái tính chất là tự học và chia sẻ lại cái gì mình tự nghiên cứu tự học được, và cũng như là giúp đỡ cho các bạn có một cái cơ sở nền tảng để các bạn đi học tiếng Trung mà miễn phí. Thì để cho được các bạn học được hiệu quả đấy, thì mình sẽ chia sẻ với những yêu cầu nhất thiết để các bạn có thể học được cái bộ giáo trình này. Nhất thiết là các bạn phải có cho mình cái bộ giáo trình này nhá. Thì bộ giáo trình này các bạn phải có, là thứ nhất là các bạn mua cho mình, đây là sách, sách nhá, đây là sách của nhà xuất bản Hồng Đức. Đây là mình đang có bộ sách của nhà xuất bản Hồng Đức. Thì bộ sách này là bản quyền của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Thì để có thể học được thì các bạn phải mua sách này. Thì cái sách này nó có mục đích là điểm gì, là vì trong sách này nó có tiếng Việt của chúng ta, và chúng ta sẽ có thể take note, ghi chép, rồi là tập luyện viết các thứ ở đây. Chúng ta phải có cái sách này, và khi các bạn có sách này thì các bạn sẽ có những cái file nghe, file bài nghe nó là quét mã vạch này ở đây, thì các bạn sẽ không phải lo lắng về bài nghe. Thế còn cái giáo trình mà mình chia sẻ các bạn đây là giáo trình online, thì mình tải được cái bộ sách này cũng là tải được online thôi. Mình tải từ cái trang web đó là đây, trang web đó là tiếng trung.net các bạn nhé. Tiếng trung.net thì các bạn tải từ cái trang web này. Tiếng trung.net thì nó sẽ có cả, đây là driver này, nó bị mất, nó là đang mất mạng, có cả file nghe và sách nhé. Thì đây là mình đang review các bạn cái sách của cái giáo trình ở đây. Thế đây là cuốn một đầu tiên nhé. Thì trước nhất là các bạn phải tải cho mình có cái này, và hoặc là các bạn có cái này. Nha, có cái này rồi thì các bạn có thể không cần phải tải, nhưng mà các bạn nên có cả hai thì càng tốt. Thì nếu các bạn nào mà không có cách nào mà tải được, không có mạng mà tải ấy, thì các bạn mà không có cách nào mà tải ấy, thì các bạn liên lạc với Lộc nhé, thì Lộc sẽ gửi cái phần mà Lộc tải được lại cho các bạn. Đây là yêu cầu thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn là nên dùng bút chì để học cái bộ giáo trình này, nên dùng bút chì nhé, chúng ta sẽ không dùng bút bi. Rồi đấy là cái những cái yêu cầu cơ bản. Tiếp theo là chúng ta sẽ lướt qua một chút để mình giới thiệu các bạn về cái bộ giáo trình này. Thì bộ giáo trình mà lúc đang có đây là Lộc tải được rồi thì các bạn biết rồi, nhưng mà bộ giáo trình này trong cái này nó sẽ không có tiếng Việt, chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi. Thì các bạn biết là nếu như bạn không có tiếng Anh ấy, thì cái giáo trình PDF này các bạn sẽ không đọc được, không học được đâu, thì các bạn phải mua cái sách này là đúng rồi. Thế nên các bạn sẽ học được cái giáo trình chỉ có tiếng Trung và tiếng Anh này qua mình, thì mình sẽ giúp đỡ các bạn. Bởi vì là cái tiếng Việt này mình không tải được, vì có lẽ là bị các nhà xuất bản ở Việt Nam này giữ bản quyền đấy, không có để tải đâu. Thế cho nên là cái này nó cũng không thích chụp ảnh lại để dạy lại các bạn. Chụp ảnh lại hoặc quét scan lại nó sẽ dạy cho các bạn thôi, nhưng mà nó sẽ mang chất bản quyền, nó lo như vậy. Vì cái này vì nó nghĩ rằng cái bản PDF này nó đã lâu đời rồi, thì có thể là nó đỡ hơn để bảo bản quyền một chút. Thì mình cũng rất là lo lắng về bản quyền, vì nó từ 2006 này, thì mong rằng nó sẽ thoáng lên một bản quyền một chút, nó sẽ public hơn một chút thì chúng ta có thể dùng được. Thì cái vấn đề ở đây đó là chúng ta sẽ lướt qua những trang đầu của sách. Thì mình lướt lên lướt xuống, các bạn thấy là bìa sách này, bìa sách, sau đó đến trang đầu tiên. Trang đầu tiên này là những cái giới thiệu, những cái ấy thôi, các bạn cũng không cần phải quan tâm lắm. Thì cái thứ nhất là sẽ có một số các cái từ ngữ cơ bản thường dùng trong lớp học thì các bạn có thể đọc qua. Thì thực ra thì các bạn không đọc thì cũng không cần quan tâm lắm. Rồi đây là những ký hiệu để các bạn phát âm đấy. Thì thực ra cái phát âm này thì mình sẽ nói qua các bạn, sau các bạn nhìn là như vậy thôi, thì nhìn cái này các bạn sẽ không hiểu được đâu. Thì cái cuốn này nó mang tính chất tự học. Thì ở đây sẽ có một số các câu nói người ta thường dùng trong lớp học. Thì thực ra cái này liệt kê cho các bạn là đi du học hoặc là sang hoặc là học trực tiếp với người Trung Quốc ấy, không có người Việt Nam thông dịch ấy, thì các bạn sẽ đọc qua cái này. Còn nếu các bạn không thì các bạn không cần đọc qua. Là ví dụ Tống Sĩ Mân Hảo là chào tất cả các em học sinh chẳng hạn, xin chai sáng cửa, ta sẽ bắt đầu về học ngày hôm nay. Thế thì các bạn cũng không cần phải đọc qua nó, các bạn cứ quên hết này đi. Thì là các bạn có giới thiệu cho mình rồi, ở dưới này sẽ có giới thiệu các bạn về các phát âm này. Phát âm là phụ âm, chúng ta sẽ có những phụ âm này, có những nguyên âm này. Nguyên âm thì lại cũng có giống tiếng Anh ấy, sẽ có nguyên âm đôn và nguyên âm đôi, giống như vậy, giống tiếng Anh giống như vậy. Đấy, đây là phần phụ âm này. Rồi có những nguyên âm ba, gọi là nguyên âm lướt nối vào nhau đấy. Đấy,
như Yao này, Yên này, Yên này, In này, Yung này. Đấy, ví dụ vậy. Ta sẽ có như vậy, đây này, Uông, Ưng rồi. Đấy, chúng ta sẽ có những cái như thế. Thì chúng ta cũng chỉ là lướt qua thôi. Thì để cái giới thiệu các bạn là những trang đầu như thế. Thì các bạn biết về cái giáo trình là như thế. Thì các bạn bỏ qua hết trang đầu đi. Thì chúng ta sẽ vào bài số 1 luôn. Nhá, thì cái bài số anh chính trong sách này nó cũng như vậy, nó cũng không có gì khác cả, nhưng mà ở cái phần này thì nó có tiếng Việt, chúng ta sẽ hiểu hơn. Thì các bạn mua sách về các bạn đọc qua tiếng Việt nhá, qua tiếng Việt đi là được. Thế còn đọc cả cái phần bổ sung của tiếng Việt nhá được. Còn cái sách mà bạn mua đấy thì nó sẽ có bộ thủ. Bộ thủ thì các bạn rất đơn giản thôi, bộ thủ thì các bạn lên Google, các bạn gõ là bộ thủ, gõ chữ bộ thủ đồng hoàng, bộ thủ tiếng Trung có là 214 bộ thủ nhá, sẽ có 214 bộ thủ. Các bạn đọc lướt qua một lượt hoặc hai lần, các bạn có thời gian nhầm nhầm qua cái cho nó gọi là có cái cảm giác về tiếng Trung. Thì rồi các bạn hãy học cái bài số 1 đầu tiên trong cái video sau. Rồi đây là video giới thiệu, thì mình sẽ chỉ làm đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau nhé.